Đây là những chiếc bình các bác có thể cắm đào, cắm mai, cắm những cây cổ ngày Tết đấy. Những chiếc bình này báo cáo các bác là cắm những cành đào, cành mai, cành cổ thì quý nó lên, những chiếc bình này nó mới có giá trị. Chứ còn các bác lấy những cái bình mới bây giờ thì thật ra là ai cũng có thể mua được những chiếc bình này nó mới khó. Thì sau đây em sẽ lồng cái clip em giới thiệu giá từng chiếc bình vào phía sau cho bác. Các bác chọn nhé. Những chiếc bình này các bác mua, ví dụ mua bình mới thì ra cửa hàng nào các bác mua được, nhưng các bác mua cái này này không phải lúc nào cũng kiếm được đâu ạ. Đây là những chiếc đôi bình này không phải lúc nào cũng kiếm được, không phải lúc nào cũng kiếm được. Đây như nhà em này, em có em lấy rồi đấy, các bác đợi này. Những đôi bình chơi nó phải đôi bình xưa các bác, chứ còn bình bây giờ thì thiếu gì bác. Ấy có nhìn chưa, đây này. Đấy, em định hôm trước em định cắm cái đôi bình vuông ấy, bình vuông vào đây lục giác, nhưng mà em cắm đôi này rồi này, anh nhìn chưa, cắm những chiếc bình này lên nó mới đẹp, nó sang các bạn. Chứ còn mua những chiếc bình mới bây giờ, mới thì nhiều lắm nhưng giá trị nó không thể như đây đâu. Đây là những chiếc bình xưa đấy nhé, bình thời xưa đấy, quá đỉnh cao của nó bác nhé. Đấy em sẽ lồng clip về phía sau, các bác chọn thoải mái đi. Mình cắm đào rồi cắm mai rồi cắm cái gì thì cắm, những chiếc bình này nó có giá trị theo năm tháng. Vâng, chào đón các bác đến với một số bình bình sứ, bình men sứ của Nhật này, rồi là bình bình thời xưa đấy, bình thời xưa rồi bình Nhật. Em xếp số thứ tự, xếp số thứ tự, bác nào thích loại nào thì liên hệ với em. Bỏ chai cái thước cái cho nhanh ấy, kéo sẵn trên kia cơ, ở góc chỗ đồ đồng đấy được. Nhanh báo ngay, để đấy, cái kéo sẵn hộ, cái kéo sẵn khóa vào, không tí là một tay quay mà cái kéo rồi đấy, đấy. Đúng ra là chú phải quay ra đấy bác nha. Đồ sứ, đồ Nhật, đồ Nhật có này, đồ xưa có đây. Vào đôi bình số 1 có mức giá 2 triệu 9, đây là đôi bình thời xưa, bình xưa này. Trên thân có họa tiết là cây đào, họa tiết cây đào, cành đào, cây đào đây. Một đôi này, đôi số 1 có mức giá là 2 triệu 9, 2 triệu 9, có chiều cao là 43 cm, 43. Thân bình chiều ngang này nó phải tầm khoảng hơn 20, cái điểm phình nhất này, nó phải tầm 20, đấy. Đôi này, số 1 giá 2 triệu 9. Ok bác, trên thân này đấy, một đôi. Sang bên này, chiều cao của chiếc này thì bác thấy đây, em vừa báo chiều cao nhé, 43, thì tất cả nó sàn sàn gần như nhau hết, đến đoạn cuối rồi nha, 43. Sang đây là một chiếc, chiếc bình này à, đây nó đã dạng theo kiểu thời xưa, có nhìn chưa, bình xưa hết đấy, bình gốm dạng xưa này đấy. Chiếc này là số 2 có mức giá là 1,3 triệu, họa tiết đấy, họa tiết thời xưa này, bác nhìn này, nó có những cái họa tiết nó rất là độc đáo, nó đấy. Ok chưa, cái bình này là bình số 2 giá 1,3 triệu một chiếc, cái này là một chiếc bác nhé, nó không có một đôi mà một chiếc. Cái số 3 này 1,6 triệu cũng một chiếc, đây này, men men này, men dạng chìm này, bác nhìn thấy men nó dạng chìm hết trong chưa, đấy chìm này là men đồng men xưa đấy, đây ạ. Nhìn chưa. Bình này cũng thể hiện là một cành đào. Những cái bình này các bác về cắm đào của tuyệt vời luôn nhé, nó giá trị lắm. Đây này, họa tiết đều là bằng tay, các nhìn nhé, đây là đều vẽ bằng tay trong nung này, bằng tay hết ạ. Đấy, cái miệng này nó còn hơi có một vết dạn này, nhìn chưa, dạn xưa đấy, nhìn chưa. Như này nó một cái giá trị chứ, mới bây giờ thì đầy, mới giờ nhìn bóng loáng bác ạ. Số 3 1,6 triệu bình cành đào. Kiếm bình xưa nó khó thì bình mới thì nói là cái gì. Đấy. Cái số 4 900k. Bình này là thể hiện một bông cung hoa gì đây. Đấy, cũng đây, có nhìn này, gốm xưa nó dạng này, có nhìn nhé. Đấy, nhìn chưa? Số 4 900k. Con này nó cao tầm 41 42 chiều cao. Nguyên đây một cái nhá, 400k. Cái số 5 này giá 1,3 triệu. Đây.
chưa? Thiết kế vẽ hoa, tất cả đều dạng trên chim bình xưa hết, tất cả đều bình xưa hết. Bình này nó giá trị quý đấy bạn, ok chưa? Đấy là cái số 5. Đây là cái này cái số 5 nhá, 1,3 triệu. Và cuối cùng đây là đôi, đây là một đôi nhá, số 6 giá 1,9 triệu. Đôi số 6 giá 1,9 triệu. Đôi này thì cao tầm 40 thôi, gần 40. 39. Đấy. Giá 1,9 triệu. Nên có họa tiết bông sen, hoa sen. Đấy, một đôi. Một đôi này 1,9 triệu ạ. Một đôi 1,9 triệu là số này là số 6 rồi. Sang đến số 7. Đây là bát thời xưa nhá, bát xưa. Số 7 300k một chiếc này. Quá rẻ cho bác này nhá. 300k một chiếc, bát này bát Nhật. 300k một chiếc ạ. Một chiếc này 300.000. 300.000 một chiếc. Số 7. Thôi tắt đi. Đây. Sang đến số 8. Con tắt đi tay con ơi. Rồi, sang cái hết cái bát Nhật này rồi, sang cái đây là đôi bình của Nhật bác nhé. Đây là đôi bình của Nhật, tất cả họa tiết đây đều là họa tiết của người Nhật đang mặc áo kimono này. Mặc áo kimono. Người Nhật thì họ họa tiết mặc áo kimono bên trên này. Đấy. Đây. Đôi bình này của Nhật này, mặc áo kimono. Đấy. Đây là một đôi luôn. Giá 1,3 triệu một đôi này. Được. Sang tiếp một đôi bình nữa của Nhật tiếp, nhưng mà đôi này là nó miệng nó thiết kế là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cạnh lục giác và lục bình, cũng ở trên họa tiết đều là con gái người Nhật đều mặc quần áo kimono hết. Kimono vào đây có cây anh đào này. Đây là bình Nhật, đôi bình Nhật này là 1,6 triệu, đôi có 6 cạnh này 1,6 triệu. Sang tiếp tục chiều cao nhé, chiều cao thì nó tầm khoảng 22 bình này. Còn sang cái bình này vậy, bình này có chiều cao tầm 22, đường kính ngang 20, 19-20 đấy. Đây là một chiếc, đây chiếc bình xưa này. Bình xưa này. Đấy. Con này số 10 giá 900. Sang đến đây nữa này. Tiếp tục chiếc bình số 11 giá 1,5 triệu. Con này họa tiết đều là vẽ hết. Chiều cao khoảng 25. Chiều cao khoảng 25. Đường kính ngang khoảng 22. Tất cả họa tiết trên này đều vẽ bằng tay. Đều vẽ bằng tay. Số 11 bác nhé, 1,5 triệu. Sang số 12 thì hai chiếc bình này khác nhau nhé, không giống nhau đâu. Hình có người nhìn ngoài thì cảm giác là giống nhau, nhưng hai cái họa tiết này đều khác nhau này. Chiếc số 12 này, đây là bình của Nhật bác nhé, bình của Nhật. Đó, bình Nhật này. Chiếc bình này có mức giá 800k một chiếc, số 12. 800, vâng. Tí em sang. Đó. 800k. Đấy. Còn sang chiếc này nữa. Chiếc này cũng chiếc bình của Nhật, nhưng mà thể đây là cái họa tiết của nó là họa tiết về núi, rừng và những cây. Okay. Chiếc này mã số 13 giá 800k. Tiếp tục. Đấy, còn sang bên đây. Sang đến bên đây thì là đôi bình xưa. Bình này bình xưa, nó dày lắm, gốm của nó bác nhìn này. Đôi này có chiều cao cho nào, em lấy thước tiếp. Cứ phải lấy thước cho nó rõ. Tất cả nó sàn sàn cũng gần như nhau, nhưng về sau kia thì là hai cái này, đôi này nó to hơn, cao hơn đến 5 cm rồi. Vậy là bác nhìn nhá. Con này là cao đến 39. Đây đôi này cao 39. Thì đôi này 39 thì đôi này nó phải lên đến 43 rồi. 43 nhá. Hai cái bình này 43, cao 43. Này. Họa tiết này là họa tiết đấy. Cây gì đấy? Cây này là cây hoa mẫu đơn này.
mẫu đơn, mẫu đơn hay hoa, bên này cành, bên này hoa đào này, đấy, cặp đây cả đôi này nhé, cả đôi này số 14, giá 2,9 triệu, cả đôi số 14, số 14 2,9 triệu ạ, cả đôi này. Sang đôi số 15 này là thân, là bác nhìn nhá, thân đắp rồng nổi, thân đắp rồng nổi hết này, số 15 3,9 triệu một đôi này, một đôi rồng nổi này, trên thân này là đắp hình con rồng này, rồng nổi này. Nó nhìn chưa? Hai con rồng hai bên. Đây đây. Ốm xưa đấy. Rồng nổi đây. Họa tiết bên trong này. Tất cả này, đây những cái chiếc bình này ngày xưa đều đắp đắp tay thủ công này. Nhìn. Nên là nó lồi lõm này. Đấy. À, cặp cặp này là cặp số 15, giá 3,9 triệu. 3,9 triệu. Và cặp sang cặp số 16 giá 4,6 triệu. Cặp số 16 này thì rất là to, cặp số 16 này thể hiện một bức tranh như kiểu là, đây là gì đây, phúc lộc thọ à? Hay gì đây, đấy, phúc này, lộc này, số 46, cặp này thì rất là cao bác nhé, cặp này cao to, đường kính ngang nó phải 20, cái điểm này, đường kính cao đây, cao nó lên 43 đúng không, 43, cặp này là cặp này đi song song với nhau nhé bác nhé, hai cặp này đi với nhau, đây, phúc lộc thọ này, đấy. Họa tiết rất là đẹp luôn. Đấy, cặp này có mức giá là 4,6 triệu. 4,6 triệu. Cặp số 16 4,6 triệu. Cặp số 17 4,8 triệu. Cặp số 17 là cũng cao 43. Đây, hình đây là cặp này là vẽ bằng tay bác nhé. Tất cả đều vẽ trên nền tay luôn. Vẽ bằng tay. Đấy, bác nhìn này, vẽ bằng tay hết. Tất cả họa tiết trên thân này đều vẽ bằng tay. Gốm xưa luôn, tất cả gốm xưa hết ạ. Gốm xưa cái độ dày của nó này, bác nhìn độ dày cả phân luôn. Rất là dày luôn, gốm xưa. Số 17, 4,8 triệu một đôi này. 4,8 triệu một đôi bác nhé. Một đôi luôn. Và cuối cùng, đôi này nữa. Đôi này về bác nào cắm cành đào hay cành mai thì đẹp, tuyệt vời luôn. Lục bình. Bác chú ý nhé, đây là đều là họa tiết làm bằng tay, phân đúc bằng tay ngày xưa chứ không bằng máy bây giờ. Ủa trời, nặng lắm, quá nặng luôn. Đôi này số 18 giá 9,9 triệu, 9,9 triệu. Đôi số 18 thì em báo kích thước cho, sau đó tôi không nhìn hình thức. À, kích thước con này cao 60, ngang có điểm, ngang có điểm lên đến gần 30, gần 30, cao 60. Đấy, bác nhìn này, để em xoay cái họa tiết nhé. Họa tiết khác nhau cho bác nhìn này. Đây, phúc lộc thọ này. Phúc lộc thọ này. Bác nhìn chưa? Đấy, toàn phúc mới thọ này. Này, trên này các cành hoa này. Toàn vẽ bằng tay thôi. Tất cả đều vẽ bằng tay hết. Được chưa? Ok chưa các bác? Nhìn thấy là quá đẹp cho bác. Số 18 giá 9,9 triệu cặp này. 9,9 triệu. Rồi, hẹn gặp lại các bác clip sau nhé. Chào các bác.